Dạ, TV 256 xin mến chào quý khán thính giả. Hiện tại là bên kia là chị, quý anh chị em thấy đây là chị Đỗ Hương. Thì cái clip này đó, TV xin thông báo với quý anh chị, đó là một cái clip rất là đặc biệt. Vì chị Đỗ Hương là một người dân oan đi khiếu kiện, mà TV 256 đã thấy mặt của chị khắp nơi trong những cái cuộc mà khiếu kiện về đất đai ở ngay tại Hà Nội. Thì qua cái cuộc phỏng vấn này á, thì trước đó TV 256 có nói với chị Đỗ Hương là nếu mà sau này mà chị bị bắt á, thì chị có than phiền gì không. Thành ra TV nghĩ rằng đây là một cuộc phỏng vấn rất là đặc biệt. Chị Đỗ Hương, ngoài cái việc mất đất đó, chị sẵn sàng lên án cái chế độ cầm quyền này về cái vấn đề mà đất nước của chúng ta chưa có được tự do, chưa có được nhân quyền, chưa có được quyền biểu tình. Thành ra bây giờ đó, trước hết thì TV muốn chị Đỗ Hương gửi lời chào quý khán thính giả và tự giới thiệu về bản thân chút xíu à. Dạ, tôi xin chào IHTV 256. Tôi xin chào các anh chị em, xin chào các bạn ở bên đó. Tôi tên là Đỗ Thị Hương, là quê quán ở Bình Định. Là tôi bị chính quyền cướp đất cướp nhà, cướp cả quyền của người chúng tôi. Bây giờ tôi muốn là phỏng vấn cho tôi là được, là cái nhà cầm quyền, cái đảng cộng sản này là đã cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi, trong đó chung nhân dân chúng tôi, trong đó riêng bản thân chúng tôi đã cướp, bắt tôi nhốt, bắt tôi đánh, cướp đất cướp nhà nhân dân của tôi đến phân lô bán nền. Như vậy thì cái quyền của người chúng tôi không có, cái quyền nhân dân chúng tôi không có. Cho nên là cái chế độ nhà cầm quyền, cái đảng cộng sản độc tài độc đảng này mới bắt tôi, mới nhốt, mới cướp đất cướp nhà. Nếu mà nhân dân tôi được quyền con người thì không ai bắt tôi, mà không ai lá đất được tôi. Bởi vì là dân chúng tôi là thấp cổ bé hận, không có quyền con người, không có được cái tự do, cái đất nước này. Cho nên là nó muốn làm gì làm, muốn cướp được cướp ai cướp, nó muốn đánh ai được đánh, đánh nó cướp đất cướp nhà. Thì bây giờ nhân dân chúng tôi ở đây, ở bên đây, thì mong sao các anh chị em bên cộng đồng để mà kêu gọi được nhân dân chúng tôi được có quyền của người, được quyền tự do, được quyền ngôn luận, được quyền đi tới đi lui, được quyền nói. Ở đây là chúng tôi không được quyền gì hết. Chúng tôi cũng rất chèn kẹp. Nhưng ngày hôm qua, ngày 29 tháng 9 này, tôi cũng không cho đi công an, đã chèn kẹp ở đây. Bước ra nhà trọ, bước ra khỏi đây là 5-7 thành một người, là 5-7 thành kèm chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi phải, tôi bản thân tôi nói chị em luồn đồng này luôn lắc đồ kia. Đi được là lúc 10 giờ là ngày hôm qua, ngày 29 ra được cái bộ hồ Hồ Kiến, là chúng tôi không thấy ai hết. Nhân dân chúng tôi, dân quan chúng tôi là vắng đi hô đáo đáo cái nhà cầm quyền, đáng cầm sẵn cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi, đáo đáo cái đáng cầm sẵn là bán nước hại nhân nhân dân chúng tôi. Đấy, cho nên chúng tôi đi, chúng tôi hô chứ cũng không có, chỉ cho mấy người dân ôn thôi. Chỉ còn ngồi ra ở quỳ bờ hồ là dân không có ai hết, chỉ dân ôn chúng tôi được 10 người thôi, đi khắp hết cái bờ hồ đó. Rồi tôi chiều 4 giờ chiều mới về tới nhà. Đấy, rồi ngày hôm nay cũng kèm kẹp nữa, công an cũng vẫn kèm kẹp nữa. Nhưng mà tôi không sợ, nhưng mà tôi cũng vẫn đi. Bởi vì sao? Bởi vì tôi đi thì đất nước này không còn gì nữa. Nhân dân chúng tôi là càng, nếu mà để cái đất nước này không đa đáng, không được quyền của người, thì đất nước này sẽ sụp đổ, nhân dân chúng tôi không còn sống nữa. Đấy, cho nên giờ dù chết dù sống, tôi hy sinh đầu cố, tôi cống cố cái đời con cháu tôi. Nếu mà đời con cháu tôi sau này được đất nước tự do, được cái đa đáng, thì con cháu tôi sau này nó được quyền sống. Chứ còn như vậy thì con cháu tôi sau này là không còn được cái đó. Chẳng thà tôi hy sinh tôi chết, tế lại cái hậu quả con cháu từ ngày sau. Đấy. Dạ. Chứ bây giờ quý anh chị thấy rõ trong cái tình trạng cái đất nước của mình không?
Quý anh chị thấy rõ cái tên mà độc tài Nguyễn Phú Trọng, thấy không? Họ muốn đưa cái dân tộc này lên một cái xã hội chủ nghĩa, mà cái xã hội chủ nghĩa không bao giờ có. Nó đau khổ cho cái toàn dân tộc mình. Mà cái tên độc tài Nguyễn Phú Trọng, nó thiệt là cần phải loại trừ thôi. Rồi có một cái tên gọi là Nguyễn Thị Kim Ngân, mà mấy ngày nay đó nó lùm xùm cái vụ mà đi qua Nam Hàn đó vào năm ngoái rồi. Chú thấy, quý anh chị thấy đó, nó ngồi lên đầu, lên cổ của người dân. Nó đưa người Việt Nam rồi là đi qua bên nước Đại Hàn, rồi người Việt Nam chính người mà trốn để mà làm nhục quốc thể như vậy. Mà hiện tại giờ nó vẫn còn tại chức, bà Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn còn tại chức. Thành ra bữa nay phỏng vấn chị Hương đó, chị Hương cầm cái biểu ngữ đó trên ngực của chị đó. Cái biểu ngữ đó nói gì đó chị Hương? Cái biểu ngữ này là nói là nhân dân chúng tôi không được quyền làm người, nhân dân chúng tôi không được tự do, nhân dân chúng tôi mất cái ngôn luận, nhân dân chúng tôi không được biểu tình, là cái tấm biểu ngữ này. Đó, quý anh chị em thấy đó, hiện tại đó chị Hương chỉ nói rằng là chung quanh chị, nhà của chị đang ở đó là hiện giờ có bao nhiêu người công an bao dây gì chị Hương? Coi như nhà trọ này là cái nhà tôi ở, nhà trọ ngay cái đường Ngô Thị Nhậm, số 1 Ngô Thị Nhậm này, chỗ ngay gần cái tiếp dân trung ương. Nhưng mà sáng hôm nay khi này không có, nhưng mà bắt đầu ngày 29 như ngày hôm nay, ngày hôm qua ngày hôm nay là bắt đầu là 4 giờ 5 giờ sáng là công an đã đứng hàng loạt đây. Tôi đi ra là không cho, đi tới đi lui là không cho đó. Anh coi cái mà cái trang tôi quay hồi lúc sáng ấy, tôi quay tôi đưa lên á, là chị em cũng chia sẻ lên là nó chậm là không cho. Nhưng mà tôi giờ tôi cũng tiêu trớ được, và tôi cũng ăn thốt được là xuống ngay cái ta đình Hà Nội đó, ngay trước Quốc hội đó. Tôi cũng la làng lên ở ngay đó luôn. Đi hồi lúc 10 giờ, trốn đi hồi lúc 10 giờ đó. Dạ. Tôi cũng ngay xuống ngay đó. Mấy anh chị thấy đó. Tôi cũng xuống ngay đó là đất nước là chúng ta. Là tôi đòi là trả tự do quyền của người chúng tôi. Tại sao bà Kim Ngân ơi, tại sao bà đưa công an, ông Nguyễn Phú Trọng ơi, tại sao ông To, ông Tô Lâm ơi, tại sao nhân dân chúng tôi đã mất đất mất nhà còn mất quyền con người, bị công an đàn áp, bị công an áp bức nhân dân chúng tôi, không cho chúng tôi đi lại, chúng kêu kéo vậy. Mà chị thấy rằng đó, theo TV256 thấy những cái clip mà chị biểu tình đó, tại sao họ đưa chị lên xe vậy? Họ có quyền gì mà họ ép buộc chị lên xe bus vậy? Xe bus đó là lúc lao xuống là tốn hết, công an nó dí hết. Bây giờ dân chúng tôi có 9 người, 10 người đi, lúc có 9 người, 10 người đi, cái lúc được mười mấy người, mà nó hàng trăm cái công an nó đàn áp lên xe, là nó đưa về Ngô Thị Nhậm ra lại, nó không cho mình đi đó. Dạ. Bảo vậy tôi nói cho anh là ai, tại sao chậm nhân dân chúng tôi, bắt nhân dân chúng tôi, không cho nhân dân chúng tôi xuống đường, nó tỏ bày cái chính quyền này đi cướp đất cướp nhà người, cái nhà cầm quyền, cái đảng cầm sẵn đi cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi, mà tại sao ông anh tiền của các tỉnh nó chu cho các còn bây giờ tại sao không cho chúng tôi đi? Mà chị biết là... rõ mà chị biết rõ đó, cái quản hiến pháp là có quyền biểu tình ở nằm ở điều 25, mà chị có biết điều đó không thưa chị Hương? Vâng ạ, tôi cũng có cái số hiến pháp đây mà tôi đỡ cái hồ sơ bên kia rồi. Cái điều 25 của hiến pháp: được tự do, được quay phim chụp hình, được biểu tình, hồi hộp biểu tình, hộp hội biểu tình. Tôi có cái số 25 hiến pháp mà, cho nên tôi mới trình cho nó. Cái hiến pháp này là của ai đặt ra? Của nhà nước, quốc hội đặt ra của hiến pháp. Tại sao không thực hiện cái điều 25 của hiến pháp, mà tại tôi quay phim chụp hình mà rồi cướp máy của tôi, thì các ông thì đặt cái hiến pháp đã ra, chà đặt cái hiến pháp đó, lấy cái luật rừng mà đàn áp nhân dân chúng tôi. Thiệt tình. Mà nó còn cấm cản chị nhiều điều gì nữa không thưa chị? Tại ở hải ngoại này tụi TV256 không biết rõ đó. Tôi báo cáo, tôi cũng trình bày với TV256 báo gì dân chúng tôi đi
cản không cho chúng tôi mà cầm đơn đồ đi xuống mới tới cái đường vườn hoa Mai Xuân Thướng, là cái đường ngoài đường ngoài này, nó cản ngăn không cho chúng tôi đến. Mà cái quốc hội bà Kim Ngân hay là ông chủ tịch nước Trần Nguyễn Phú Trọng để mà tỏ bày tại gì đơn chúng tôi đã gửi bao nhiêu năm nay rồi, bao nhiêu cái đơn rồi, tại sao không giải quyết mà ngày hôm nay trong nhân chúng tôi là còn bức ức, không có đi tới đi lui được, không có mà cho chúng tôi được tự do để mà kìm kẹp chúng tôi còn bức ức lắm. Không, nó cản ngăn mà xuống lên đầu đường tới vườn nhãn chỗ là vừa tới cái ba đình đó là nó chặn hết, nó đưa lên xe, đàn áp đưa lên xe. Dạ, chị có những điều gì mà căm phẫn nhất về với cái chế độ cầm quyền hiện tại thưa chị? Bây giờ đây là tôi được nhân dân chúng tôi được muốn cái nhà cầm quyền này phải đổi thay đổi đi để nhân dân chúng tôi được tự do, được sống, được mà hồi hộp, được mà có cái quyền con người chúng tôi tự do, chứ không phải là nhân dân chúng tôi ở đây là nhiều người muốn đi bằng cái một cái đa đảng đặc tài. Đa đảng? Từng cái này là một cái đa, phải đa đảng. Phải đa đảng. Nhân dân chúng tôi phải đa đảng lên để mà cái đảng này nó đặc tài đặc tố mà nó cướp hại nhân dân chúng tôi. Không phải gì như vậy là nó coi như nó học theo là cái bọn của Trung Quốc là nó một độc tài độc tố quá, nó đàn áp, nó muốn cướp ai, nó muốn giết ai, nó muốn lấy cái gì của ai nó lấy. Ngoài cái vấn đề đa đảng đó, ngoài cái vấn đề đa đảng đó, mà theo mà TV hiểu đó là đảng cộng sản nó có từ lâu rồi, mà bây giờ nó rất là mạnh, nó không có đảng nào mà đối lập với nó. Mà bây giờ nếu mà chị muốn đa đảng á thì làm sao mà chị có thể mà hơn đảng cộng sản được? Thì TV muốn hỏi thêm một cái ý của chị, đó là chị muốn giải thể cái đảng cộng sản này không? Cái tâm ý của chị muốn giải thể cái đảng cộng sản này không? Cái đó là dân bản thân tôi cũng rất muốn. Bản thân rất muốn bởi vì cái đảng này độc tài độc tố, nó muốn cướp ai nó cướp, muốn hại ai nó hại, muốn lấy đất ai nó muốn lấy, tự do của nó. Bây giờ nhân dân chúng tôi mà bây giờ làm sao nó đá đất này? Một đảng độc tài của nó từ cấp trên xuống cấp dưới, từ cấp dưới lên cấp trên là có một đảng của nó mà làm sao nó đá đất? Yeah. Đấy. Bây giờ đây nhân dân chúng tôi muốn trả đất, nhân dân muốn a đảng phải trả lại cho nhân dân chúng tôi, chứ một đảng không bao giờ trả. Một cái đảng mà không bao giờ trả, nó đã một đảng rồi nên tính cái thành xã thành tỉnh của tôi nha, anh thưa với anh này, thưa với anh cái đài Tawina 256 nó là xã là một, huyện là hai, tỉnh là ba, chỗ này là một, đài võ và đi trung ương cũng là một đấy. Được. Mà ai là trả đất nhân dân chúng tôi đi bao nhiêu năm rất khổ lang thang chỗ này, đầu tiên nhìn đối những khác lượm từng cái gia trai kiên quyết mà đấu tranh đến cùng, mà ai là trả đây anh? Không ai trả. Yeah. Coi như là huyện binh huyện, phủ binh phủ thôi, độc đảng là nó vậy đó. Mà cái tôi khổ dám, anh dám nói mà tôi dám làm luôn. Bởi vì sao? Bởi vì là coi như là nếu mà nhân dân chúng tôi 63 tỉnh thành hết, chứ không phải về riêng bản thân tôi. Yeah. Đấy, điều như vậy hết. Đấy. Bây giờ dân tay ấy, bây giờ dân nó ra nằm lấp lóc lóc như thế này mà không trả, mà ảnh con cháu mà ra nằm thế. Yeah. Này nằm dài nằm đến như thế này anh ơi, rất khổ lắm, chứ không phải là riêng gì mình. Dạ. Yeah. Quý anh chị thấy đó, toàn dân khổ vì cái chủ nghĩa cộng sản này, nó độc tài, nó không có được mà tự do. Thành ra đối với thế giới thì thế giới nhiều khi không hiểu được, tưởng đâu rằng là nó tự do, dân được tự do, được nhân quyền, chứ hoàn toàn không có nhân quyền. Nó muốn đàn áp lúc không. Nào cũng được, nó muốn bắt lúc nó muốn nào đàn cũng áp. Được. Đúng rồi. Nó thích thì nó đàn áp liền. Đấy. Yeah. Nó thích thì nó đánh liền. Đấy. Thành ra đó, đâu phải. Thành ra chị đâu có thể nào mà chị kêu gọi những người mà khác mà biểu tình, phải không? Tại sao cái biểu tình nó chỉ có vài chục người như vậy thôi, chị có thể kêu lên gọi lên 100 người không?
Rất là khó phải không thưa chị? Rất là khó. Lý do thì là tôi nói sao? Anh là rất là bây giờ là không ai chứng quan, chỉ người dân ôn. Dân ôn là chứng quan, là có người hiểu biết là người ta, chứ còn dân ở ngoài là dân thì không dám rồi đấy. Thế bây rồi. Giờ dân nó dám, nó còn có nói nè, mấy chị đi như thế này thì mấy chị đất đai rồi tụi em vô cái này nó bắt đầu là nó ghi được là cái tòa nhà nó bắt đấy. Yeah. Tòa nhà nó bắt ngay thôi. Thế em bây giờ dọn mấy nó đập tay. Làm sao mà tập hợp được người dân đó? Tại vì nó quá ác. Cộng sản nó quá ác và nó quá độc tài, thành ra hoàn toàn mình bất lực thôi. Ai mà đến mà đi theo đoàn biểu tình là chắc nó sẽ bắt phải không thưa chị Hương? Vâng ạ, nó bắt hết. Đó. Bây giờ đây là đấy, ví dụ đây mà bây giờ ví dụ người dân ôn này mạnh mẽ đứng lên, có thể tôi đâu bị nó bấm quyệt rồi. Tôi có thể là cái số tôi chết 2016 đó anh ạ. Yeah. Đó tôi cũng xem vô đó, tôi lanh lộn vô đây bắt đầu nó xô tôi vô, nó khiêng nó quăng lên bắt đầu nè. Tôi vào lớp cho nó bấm huyệt một cái việc vô tim, một việc lên não, số tôi chết rồi đó mà. Yes, giờ anh em cộng đồng giúp đỡ với bà con Hà Nội giúp đỡ cho tôi cứu sống một ngày kêu mạng này hôm nay nó chứ không hôm tôi chết 2016 á. Thấy chưa quý anh chị, thấy chưa? Đừng có bao giờ mà nói rằng Việt Nam là có nhân quyền, có tự do đâu. Tất cả đều nằm ở trong khuôn khổ cho phép của cái đảng cộng sản này. Thành ra người dân hiện tại đang muốn giải, đang muốn gọi là có đa đảng để mà có kiểm soát được những cái hành vi mà độc tài độc đoán của đảng cộng sản Việt Nam. Thành ra TV thấy TV rất là ưng ý cái cuộc phỏng vấn này, tại vì chị Hương này rất là can đảm đòi hỏi đất nước là phải được nhân quyền, phải được dân chủ là đa đảng đó, rồi phải được tự do ngôn luận nữa, rồi phải được quyền biểu tình nữa theo điều 25 hiến pháp nữa. Đó, người dân người ta chỉ cần những điều đơn giản thôi, chứ đâu phải là mà khó khăn gì. Mà tại sao đó? Bao nhiêu đó vui. Tại sao mà toàn thế giới này người ta đều là về tiến đến cái vấn đề mà dân chủ, tự do, đa đảng. Và ngay trước hội đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Tổng thống Trump cũng còn nói nữa mà. Ông lên án cái chủ nghĩa xã hội, ông lên án đến cái chủ nghĩa cộng sản, ông lên án trước toàn thế giới nữa. Mà tại sao Việt Nam lại là mù rồi sao mà không thấy những điều đó, để mà giúp dân, giúp nước. Tất cả TV thấy toàn là bảo vệ cho đảng không à, chẳng bao giờ biết bảo vệ cho dân hết á. Đúng. Cái đó là phản quốc. TV nói thẳng, các anh chị đang cầm cái súng mà để mà bảo vệ cho đảng, các anh chị là phản quốc. Các anh chị phải biết bảo vệ cho dân. Người công an phải biết bảo vệ cho dân. Người lính phải biết bảo vệ tổ quốc Việt Nam, chứ không phải để bảo vệ cho đảng cộng sản. Chị lên tiếng thêm nữa đi chị Hương, cho mọi người, cho cộng đồng thế giới hiểu về cái đất nước Việt Nam của mình. Tại là chị là người trong nước, chị cần phải lên tiếng nhiều chừng nào tốt chừng đó. Chị cứ lên tiếng. Anh ơi. Rồi. Em xin nói là đài từ 56 nè. Tôi nhiều không bao giờ mà cái ngày nào tôi sẽ đi xuống đường tôi đòi hỏi công lý, tôi không bao giờ tôi nói công an là bảo vệ nhân dân, quân đội là bảo vệ đất nước. Không phải là công an để bảo vệ cái ăn cướp của dân đấy, không phải công an để đàn áp dân, không phải công an để đánh đập dân đấy. Tại sao công an đàn áp dân mà coi như để bảo vệ cái ăn cướp, cái tham nhũng đấy. Dân chúng tôi đối khác lấy cho một ổ bánh mì hay là Việt Nam bữa ổ bánh mì giá trị giá cho 100.000 bạc, đó là cao á. Yeah. Còn hả, bắt ở tù, rồi ta bắn ở tù, đi ná tù. Tại sao cái đảng cộng sản anh cướp, cái đảng gì anh cướp cái nhân dân tôi ta đặt tí mà tại sao không điều tra, như để là đồng lõa với nhau không? Dạ. Yeah. Tôi cũng nói thẳng luôn chứ tôi không bao giờ mà tôi sợ đấy. Tôi yeah. Thẳng luôn mà tôi nói thẳng luôn là như chỗ ngay chỗ ông Phúc á, chỗ cái nhà ông Phúc, chỗ cái nhà thủ tướng chính phủ đấy, chứ tôi đâu có sợ. Tôi nói thẳng luôn chứ không bao giờ mà mình sợ, mình đã mất hết tất cả rồi,
không còn những quyền con người mình, nó cũng cướp, nó chà, nó đạp lên, muốn đánh hồi nào nó đánh, muốn giết hồi nào nó giết, chứ không còn đấy. Như bản thân tôi, nó nhiều khi nó cũng kéo nó lôi, nó vừa rồi nó cũng kéo nó lôi, tôi cũng nói nó kéo nó lôi, mày không phải là mày mắc vậy với mày người già này thôi, người già trong chúng tao là mất mắt mất nhà, chúng ta mới ra đây đòi hỏi đáng lẽ mày công ăn mà ăn cơm của nhà dân, mày mặc áo đáng đáng lẽ một phục vụ cho dân, dân trong chúng ta làm là mồ hôi nước mắt ha, tố mồ hôi nước sôi nước mắt bức có đồng tiền cho mày, nặng lương là lương của tao, nhân dân chúng ta cơm gạo của nhân dân chúng ta để nuôi bọn bay. Tôi cũng nói thánh, tôi không bao giờ tôi sợ. Một cái điều mà TV256 mà thấy trong những cái cơ sở của công an hoặc là cơ sở hành chánh rồi đó, TV thấy một cái khẩu hiệu mà TV nghĩ rằng nó quái quái lạ đó, là Đảng Cộng sản Quang Vinh muôn năm. Không biết chị thấy cái câu khẩu hiệu đó không thưa chị? Có. Có phải không? Mà cái câu khẩu hiệu đó nó là vô lý lắm. Câu khẩu hiệu nó hoàn toàn nó là phản quốc đối với TV256. Chỉ có Tổ quốc Quang Vinh muôn năm thôi, chứ không có phải là Đảng Quang Vinh muôn năm là bỏ coi toàn dân là rác. Làm cái gì mà Đảng phải Quang Vinh muôn năm? Là kêu lập tự do, mình nói là Quang Vinh muôn năm độc lập tự do. Em mới nói độc lập tự do mà dân dân chúng tôi không thấy cái ngày độc lập tự do của Đảng Cộng sản mà ngày tập dập chúng tôi ra đường mà để cướp đất. Chứ không khác gì tập dập làm to người đường, tăng tổng làm to người đường. Quang Vinh muôn năm là mà phải đánh đập dân rồi chống lại dân tộc như vậy, chống lại dân tộc như vậy là phản quốc. Không có cái đảng nào gọi là Quang Vinh muôn năm được hết á. Nói nghe cái câu khẩu hiệu là biết là phản quốc rồi, mà tại sao không thay đổi? Người ta nói là tổ quốc phải là Quang Vinh muôn năm, hoặc là cả cái đất nước này, chứ không phải là đảng. Đảng Quang Vinh muôn năm là câu nói rất là phản động, phản quốc đó. Tổ quốc dân tộc mới là Quang Vinh muôn năm, chứ đảng mà đảng là chỉ là tạm thời để mà cai trị dân thôi, tàn ác cai trị dân thôi, chứ đâu phải là đảng là Quang Vinh muôn năm được. Nói một cái câu khẩu hiệu như thế đó, nói thiệt TV256 cần các anh phải biết thay đổi, phải biết là dứt bỏ mấy cái khẩu hiệu đó, thì mấy anh mới trở thành một người công dân Việt Nam thật sự, chứ mấy người chỉ có phục vụ cho đảng không. Rồi chị Hương muốn nói thêm gì nữa không? Hiện giờ thì chúng ta nói chuyện được cũng là 23 phút rồi đó. Vâng ạ. Chị muốn thêm nói thêm mà điều gì mà chị cảm thấy là phải nói cho cái những người mà cầm quyền giống như Nguyễn Thị Kim Ngân hoặc là ông Nguyễn Phú Trọng, phải nhắn những lời đặc biệt đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Rồi, TV xin mời chị. Bây giờ bản thân của tôi này, tôi xin nói bà Kim Ngân là bà phải là ra tại cái đồ chỗ quốc hội địch luật, phải làm cái luật thực tế cho nhân dân chúng tôi, đừng lấy luật rừng mà đàn áp nhân dân chúng tôi. Ông Nguyễn Phú Trọng, ông là người đốt lò. Ông nói đốt lò, ông đốt cái gì? Ông đốt cái lò ở đâu? Tại sao là coi như là chính quyền ở địa phương không giải quyết mà càng ngày là càng cướp đất nhân dân chúng tôi, là còn là nhân dân chúng tôi là đến đi ra đòi hỏi đất cả nhà, còn công an đàn chàng chà đạp cái pháp luật của ông Nguyễn Phú Trọng, bà Kim Ngân đặt ra, mà tại sao để công an nó chà đạp đó, lấy cái luật rừng mà nó đánh nhân dân chúng tôi, nó biết tầm dân nó chà đạp mà cái luật pháp mà nói mà đánh nhân dân chúng tôi, không có nhân dân cũng quyền của người nhân dân chúng tôi anh không? Tại sao ông Nguyễn Phú Trọng mà ông cũng phải có cái quyền của người chứ, ông làm việc ở đó ông phải có cái quyền của người, ông có cái quyền tự do ông mới nói, ông có cái quyền tự do ông mới đi lại. Chứ tại sao ông làm người cán bộ của đất nước mà tại sao ông ra cái lệnh mà ông cứ được cái quyền của người, ông có ăn không, còn nhân dân chúng tôi mất cái quyền của người, mà tại sao ông còn nín làm thân ông Nguyễn Phú Trọng? Tại sao ông nín làm thân? Nhân dân chúng tôi không bây giờ không lý tới cái nhà ông mà cứ đào trữ luôn vậy này. Nhân dân chúng tôi là tới đó là cứ gọi chiêu trữ luôn á, đồng lúa này chia khác nợ, nhưng mà bây giờ ông càng ngày ông càng tặng
ký rồi mà ông vẫn còn giữ chức. Giờ ông giữ chức từng nào nhân dân chúng tôi khổ chừng đó. Thế chứ. Ông Nguyễn Phú Trọng, ông giữ chức từng nào nhân dân chúng tôi đau khổ chừng đó, nhân tôi mất nhà chừng đó. Nhân dân tôi giang tay lạnh xuống nữa chứ không phải nhân dân tôi gấp cái đầu lên nữa đâu. Ông nghe ông Nguyễn Phú Trọng, ông nghe đấy. Chắc không phải nhân dân chúng tôi không phải ngồi đây mà nói tới chỗ ngay chỗ cái cơ quan ông nói chúng có nhà ông cũng nói luôn chứ không phải nhà ở ông đó. Chứ không phải nhân dân chúng tôi mà sợ ai hết đó. Bên này thì sợ gì nữa anh, không bao giờ sợ nữa, không bao nếu mình sợ thì mình phải đừng có đi tiện, mình sợ thì nó lấy được người này được, nó mất người kia được, nó lấy hết thì dứt hết chứ không còn ở đấy nữa. Dạ TV 256 mong rằng cái clip này sẽ đến tay của ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Nguyễn Xuân Phúc nữa. Nói thiệt với các ông, đó là những cái con người rất là TV không còn lời lẽ nào để nói nữa. Cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng đó, một tháng trời hoàn toàn không có liên lạc với ông với dân, mà tới hồi ra xuất hiện vẫn gọi là bộ mặt trơ trẽn, không xin lỗi được nhân dân một tiếng. Ông bị bệnh bị gì đó chưa từng thấy, TV chưa từng thấy ông lên để mà xin lỗi nhân dân là tôi đã bỏ nhiệm sở rồi, là trên mấy tháng rồi, một hai tháng rồi tôi đã bỏ nhiệm sở như vậy, trên hai tháng phải không? Ông là hơn hai tháng mà không một lời gọi là xin lỗi nhân dân, người ta cũng không biết lý do ông đã bỏ nhiệm sở trên hai tháng như vậy mà không một lời. Ông coi dân như cỏ rác gì ông Trọng. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng vậy. Ừ, người ta đã lôi ra là chín người đi gọi là trốn ở Hàn Quốc, bà cũng bình chân như vậy. Các ông là đè đầu đè cổ người dân, coi dân như cỏ rác. Thì hôm nay bà cô Hương lên tiếng đó là TV rất là tâm phục, và cô hoàn toàn không còn sợ các ông nữa. Các ông muốn bắt thì bắt đi, các ông muốn giết thì giết đi. Cứ giết, cứ giết, cứ bắt đi, nhưng mà đừng có để cái tình trạng cái đất nước này như thế này, cái tiếp tục mà mỗi ngày đó, TV phải nó là rất là phải chịu khó mà phải lên clip hoài, lên đến nỗi mà cũng mình cũng mệt luôn nữa. Chị thấy không nha chị Hương, mình đưa biết bao nhiêu cái clip mà các ông cũng làm thinh nè, các ông không nói một tiếng nào. Có 500-600 đại biểu, 500 đại biểu mà không bao giờ mà đến gặp người dân, coi hỏi người dân coi bà khổ như thế nào, tại sao bà đi biểu tình. Có người nào hỏi thăm chị chưa chị Hương? Người trong đại biểu quốc hội không một người đại biểu quốc hội. Người ta biết lo biết cái đồng tiền thôi anh ơi, còn nó cướp được tiền chi, đã cướp được tiền thì nó nắm được đồng tiền thôi, không nghĩ tới dân đâu. Dân giờ có chất có cố gì không bao giờ đó. Vậy rồi làm sao mà người dân gọi ông các ăn ông là đại biểu quốc hội được, khi người ta đại biểu quốc hội là người ta phải lo cho dân, khi mà đặt cái tên quốc hội là của toàn dân. Toàn dân có vấn đề gì thì các anh đến thăm, đến hỏi tại sao người dân biểu tình như thế để mà giải quyết cho người dân, chứ không có thể nào mà chơi cái màn mà cứ lờ để mà chìm xuồng, đúng không? Thành ra đó, cái clip này mong mỏi các ông Nguyễn Xuân Phúc, rồi Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân coi như là tam đầu. Tam đầu chế đó là những người chức vụ cao nhất phải để ý và phải lo cho dân. Mà nói thiệt á, TV ở ngoài hải ngoại là TV nói thẳng, TV mong các anh đó giải tán cái đảng cộng sản. Cái đảng cộng sản của anh là cái đảng gây tội ác với toàn thể dân tộc Việt Nam. Chỉ có giải tán cái đảng cộng sản mới là giải quyết được mọi vấn đề của Việt Nam. Dân riêng gì chung, nói chung thì em không hiểu được, mà nói chung thì cái dân tộc Việt Nam mình, còn nói riêng cái dân ông là cũng mong muốn như vậy anh ạ, mong muốn như vậy. Tại chúng sao là rất mong muốn, quá khổ rồi, nó muốn giết không lúc nào là giết, muốn đàn áp lúc nào đàn áp. Tại sao tại sao bên 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 Liên Xô đó
có ông Gorbachev á, ông ký cái sắc lệnh gọi là giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô. Mà tại sao Việt Nam lại không làm việc điều đó? Khi mà chính ông Nguyễn Phú Trọng thấy toàn dân đã khổ rồi, ký một sắc lệnh gọi là giải tán cái Đảng Cộng sản, rồi thì đất nước mình mới yên bình được. Đó là cái lời mà TV mong rằng là sẽ thực hiện rất là gần đây. Tình hình nó quá căng thẳng rồi. Tổng thống Trump đã lên tiếng lên án cái chủ nghĩa xã hội, lên án cái Đảng Cộng sản gọi là tội ác. Trước gọi là mấy trăm quốc gia trên toàn thế giới rồi, các ông không có còn một cái đường nào nữa chạy nữa. Ngoại trừ các ông giải thể cái Đảng Cộng sản thì người dân có thể là tha thứ cho các ông. Các ông đang là nắm quyền mà, thì các ông có thể làm được điều đó. Rồi, TV 256 xin chấm dứt tại đây ha. Hay là chị Hương muốn nói thêm một điều chót đi? Dạ không anh ạ, bây giờ là tôi cũng mong như vậy. Mà tôi mong nếu mà tôi được, tuy mà tắt tôi cũng tới, cũng không hết, không bao giờ nó lâu. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái đất tôi nó đã chính quyền đã cướp ba cái chính quyền, cái đảng, nhà cầm quyền, cái Đảng Cộng sản đã cướp như vậy, thì chúng tôi mong được mà được đi đa đáng, được cái quyền tự do con người, chúng tôi được cái quyền con người, thì tất nhiên mà chúng tôi mới được đất, mới có đất. Còn chúng tôi hay mất cái quyền con người, mất quyền tự do, không có cái nhân quyền là coi như không bao giờ có đất anh ạ. Bây giờ chúng tôi mong muốn như vậy, mong muốn phải làm thế nào, phải có cái việc đa đáng, diệt cái Đảng Cộng sản đi. Bởi vì cái Đảng Cộng sản nó quá gian ác, quá tàn bạo như nhân dân chúng tôi, chứ không phải là nó hiền hậu hay là đẹp, nó trung dư nước có hiếu dư dân đâu. Không phải đó là người gọi là trung dư nước có hiếu dân, không phải là gọi là trung dư đảng. Cái đảng, cái đảng không còn gì nữa đâu mà trung, cái đảng quá thối nát rồi, không phải là còn đâu nữa. Bây giờ bảo vậy nó cũng yêu cầu các ông là trung dư nước có hiếu dư dân, còn bản thân mà ông là trung dư đảng hiếu dân, còn bản thân tôi hết, cái đảng này quá thối nát, không còn cái đảng nào nữa. Trung dư nước, đừng nói trung dư đảng nha, trung dư nước có hiếu dư dân này, còn bất hiếu dư dân ha, các ông không có thấy mà qua mấy cái quay đầu lại về dư dân đi. Thì chúng đó thì chúng tôi cũng vẫn kêu gọi công an, bộ đội này phải quay đầu về dư dân để mà còn khoan khoan các khoan hoàng dư dân, chứ mà đừng có đàn áp dư dân là các ông không có quan khối ta phớt dân chúng tôi chết một cho anh còn chết hai chết ba này. Thấy không chưa, có thế nào mà ba được. Thấy chưa quý anh chị em, thấy không, trong cái cuộc đời này đó thì cá ăn kiến thì cũng sẽ đến ngày kiến nó ăn cá. Người ta nói dân là nước mà, nước đẩy thuyền đi được thì nước cũng có thể lật đổ cái thuyền được, hiểu không? Các ông ngồi trên thuyền, các ông tưởng là các ông sẽ sung sướng lắm, nhưng mà sức mạnh của nước, sức mạnh của tsunami đó là nó hủy diệt các ông mà không biết chừng nào thôi. Tại vì các ông nó đi ngược lại với lòng dân, đi ngược lại với ý trời, thì ngày hôm nay các ông phải thay đổi qua cái clip này. Và TV cảm ơn chị Đỗ Hương, và TV xin mến chào quý khán thính giả, và kính chúc chị Đỗ Hương được sức khỏe để tiếp tục con đường đấu tranh này. Và TV xin chào.